Cái hai này thì chúng ta sẽ sử dụng cách truyền tham số nhá. Đấy. Sử dụng truyền tham số trong phi vấn dữ liệu. Làm thì chúng ta cứ import cho chắc nhé. Này, các em chắc là được rồi đúng không? Được chưa? Java.sql. Đấy. Connection. Java.sql. Chấm. Driver. Another. Java.sql chấm dataset chấm gì nữa SQL SQL statement thiếu này tí nữa chúng ta điền tiếp lên đây làm tiếp còn đủ rồi thôi. Đầu tiên cũng khai báo nguồn vấn. Try. Add. Out. Chẳng bởi vì cứ làm cẩn thận, đúng không? Tiện lại sau cái nó ở đây mình sẽ try cái gì, tất nhiên là cũng phải có connection rồi. Driver mana connection phải. À, bài này chúng ta sử dụng tham số cho nên là chúng ta sẽ thêm cái nữa nhá, thêm một cái này là import Java SQL prepare statement. Đấy, bỏ thiếu cái gì điền vào đấy mà. À, chúng ta sẽ copy cái prepare statement vào đây nhé. Prepare statement chúng ta sẽ đặt là
PST MT thì ra thì đẹp nó tên nó xem cái đặt tên biến là được, thằng con là đặt dễ nhớ là được, thằng con nó sần sần để mình. Rồi, cứ làm hết một loạt đi, xong tí nữa điền mấy cái kết nối sau đi xa set này giờ set rs rồi cái này đâu đây, nhưng mà đây là sẽ là prepare pst và t chấm sql query. Why? Rs.next print.out.print line. Này chúng ta quen rồi, chúng ta có thể là viết nhanh một chút đúng không? Rs.get string mở ngoặc, cái đầu tiên sẽ là ID app là hoặc tên ở mã sinh viên. Cái này điền sau đi. F này là SQL extension này. Tí nữa chúng ta có câu nghi vấn chúng ta điền nốt cái này nhá. Và bây giờ chúng ta sẽ phải làm rồi cái này trước này. Nguồn đầu tiên cũng là GDBC này. Thấy biết là các bạn mà lúc nãy làm xong cái này rồi, các em để copy lại. Như thầy nghĩ là chúng ta nên làm thêm lần nữa cho nhớ, đúng không? SQL tức là làm một lần là làm SQL, server. Cái này phải làm bằng mấy chục lần mình nhớ là cơ, cần làm 2 lần thì gọi là tập làm không. Cái scope này bây giờ là tên server này, copy vào là đến tên cơ sở dữ liệu này. Tên cơ sở dữ liệu lập trình máy tính 5 đúng không? Đúng này không? Đúng không? Đấy, tên cơ sở dữ liệu này, copy sang này. Dài vào rồi thì enter xuống phát tốt nhất cái này cũng enter xuống phát đi, mỗi thông tin để một dòng nữa chắc. Sau rồi đến là user na này, password còn hết ra. Còn một thông tin nữa thì nó hơi dài nhưng mà chúng ta bật lỗi lên, chúng ta copy vào nhanh hơn đúng không?
Ở đây, No Suit Driver đây. No Suit Driver và GDBC đây. Đó. Cái driver này các em biết là xử lý nào rồi đúng không? Hết vào thư viện. Thư viện này. Vân lôi. Gì đây? Vẫn đang lỗi driver. Bỏ cái dòng này đi anh nhá. Đây là viết sai đây này, sai đúng một chữ giờ này, à. Viết sai đúng một chữ giờ không chạy luôn. Đây, đây thầy viết sai đúng chữ giờ này thiếu này. Không đúng. Lưu ý là kết thúc chuỗi thì không có dấu chấm phẩy nhá. Đấy, chỉ hết kết thúc lệnh thì có dấu chấm phẩy đâu. Còn ngắt giữa các thông tin của chuỗi thì sẽ có dấu chấm phẩy. Rồi tiếp theo, thông tin tiếp theo này. Là user. Đây lại sai đây nữa này. Đây là ta phải nên bằng. Đấy. Viết đến 50 lần là vẫn cứ nhầm với cái này. Đây là nên bằng. Enter xuống đi. Tách thẳng ra cho nó nhầm. Chạy này. Rồi. Cuối cùng là đến cái end screen. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lấy lệnh SQL.
Bây giờ mục đích của chúng ta là để truyền một tham số đơn giản trong một câu truy vấn SQL. Thì chúng ta quay trở lại với cái này nhé. Thì các em đều biết rằng là chúng ta ví dụ ở trong một câu truy vấn đơn giản này, ví dụ thầy muốn lọc một bạn sinh viên, đúng không? Có mã sinh viên là gì chẳng hạn, muốn tìm thông tin của bạn sinh viên, có mã sinh viên là gì ở đây chẳng hạn. Thì các em dùng lệnh là select sao from where, đúng không? Đấy. Thì nói chung là chúng ta cũng có thể tạo câu truy vấn, nhưng mà thông thường thì thầy sẽ làm như này, thì dùng cái view, chọn new view. Đấy. Đây người ta bảo là add table này vào, lấy những thông tin gì nhỉ? Đây có mã sinh viên, ID, mã sinh viên và họ tên. Bình thường nếu mà chạy thì các em sẽ thấy rằng là toàn bộ thông tin này nó sẽ hiện ra thôi, đúng không? Còn bây giờ nếu thầy lọc theo mã sinh viên nhé, chọn Peter, mã sinh viên là đây. Đó, thì sẽ ra một bảng mã sinh viên như thế này. Hoặc thời điểm ở đây là a cộng mã sinh viên. À, thì khi chạy thì các em sẽ thấy là chúng ta sẽ điền một mã sinh viên từ bên ngoài vào. Như vậy. Bây giờ các em copy nhá. Copy câu truy vấn này. Câu truy vấn này các em viết cũng được nhá. Viết thẳng vào đây cũng được. Nếu mà các em tự tin với cả khả năng có câu truy vấn của mình. Nhưng mà đối với Java ấy, thì cách sử dụng truyền tham số trong câu truy vấn trong Java thì nó khác, và người ta sử dụng các cái câu truy vấn prepare statement nhá. Đây này, người ta sử dụng các cái câu lệnh prepare statement này để có thể là đưa được các cái câu lệnh SQL có tham số nhá, có tham số vào. Và các cái tham số được đưa vào người ta sẽ đánh dấu vào quả chấm nhé. À, chú ý này, các tham số sẽ được đưa vào vào quả chấm, một tham số cũng được đưa vào quả chấm và hai tham số cũng được đưa vào vào quả chấm nhé. Bây giờ chúng ta sẽ test với cả câu này rồi. Thế để được đưa được tham số vào cái hỏi chấm này, chúng ta làm như sau này. Ví dụ có một hỏi chấm thì nó như thế nào và hai hỏi chấm thì như thế nào. Đây. Prepare statement đây. Đấy. Chúng ta sẽ sử dụng là set. Set này. String. Thì trước khi mà chúng ta set cho cái dấu hỏi chấm đấy thì chúng ta phải hiểu là cái dấu hỏi chấm đấy có kiểu dữ liệu gì. Thì như lúc nãy các em biết rằng là khi mà chúng ta tạo cái cơ sở dữ liệu đây, thì cái mã sinh viên của chúng ta là n cha nhá. N cha nghĩa là một kiểu dữ liệu Unicode, đúng không? Thế cho nên khi vào set set này thì chúng ta thêm cái nào này, yeah. Unicode này và string, vị trí đầu tiên là vị trí một nhé, trí đầu tiên là vị trí một, và cái tham số thứ hai
Đây là tham số đầu tiên là vị trí này, và chúng ta điền là vị trí 1 này, vị trí đầu tiên này. Và thứ hai đó là gì? Đó là cái dữ liệu mã sinh viên chúng ta. Dữ liệu mã sinh viên thì em lấy ở đây. Ví dụ thầy lấy mã sinh viên của bạn này. Và sau đó check thử. À, hiện nay nó vẫn đang có lỗi xảy ra này. Đây, lỗi là do chúng ta chưa điền hết các cái thông tin output đây, hết string. Thì đây là nơi ID này, mạng sinh viên này. Ngon lành đúng không? Thử một cái thí nghiệm như này nhá. Ở đây chúng ta không điền là where mã sinh viên bằng, chúng ta điền là hỏi chấm hoặc hỏi chấm. Thì ở đây chúng ta sẽ có hai gì? Ở đây chúng ta sẽ có hai hai dữ liệu đầu vào đúng không? Với hai dữ liệu đầu vào này thì các em có thể là một và hai. Bây giờ thầy hỏi nhá, nếu mà làm như này thì khi chạy thì nó hiện ra cái gì? Hiện cái gì? Hiện ra hai cái đi. Đây, hỏi chấm và hỏi chấm nhá. Đấy. Xét n sinh này. Như này. Thì hiện ra cái gì? Ai biết cái gì hiện ra, hiện ra gì, hai đẳng hả? Hai đẳng sinh viên hả? Hai bạn sinh viên, một bạn sinh viên vẫn hiện ra một bạn sinh viên hả? Chạy thử nhá. Còn học hành này trên giờ hiện ra đủ 48 học sinh viên. Bởi vì sao? Tại vì đây là điều kiện đúng không? Mà điều kiện này là điều kiện đúng. Thì đây là true mà, đúng không? Trừ khi để thay ở đây này. Thì là cái đây này, thì nó không bằng nhau nữa. Thì có điều kiện này sai. Đúng không? Có điều kiện này sai thì khi bấm thì nó ra cái gì? Cái gì? Bây giờ để này ra cái gì? Đây, không có gì xảy ra cả đúng không? Nó chỉ xảy ra cái việc là kết nối này thành công. Thì đây là cái vấn đề tư duy của các em thôi. Đây là thầy biết hỏi chấm bằng hỏi chấm này có nghĩa là gì đúng không? Đấy. Ví dụ đây viết là một một thì xảy ra cái gì nhá, hiện ra thì ra tất cả, tại vì nó đúng đúng không, nó khác gì viết vào đây là gì, khác gì viết vào đây thì chu đâu đúng không? Đây viết này là sai này. Kiểu như vậy. Điều này để thấy được là
Để thấy được là đây trong cái câu truy vấn chúng ta ấy, thì chúng ta để ý này là trong truy vấn chúng ta cần bao nhiêu tham số đúng không? Cần bao nhiêu tham số thì chúng ta có thể là đưa vào đây bấy nhiêu dữ liệu đúng không? Và cái thứ hai, dữ liệu kiểu gì thì chúng ta đưa vào dữ liệu kiểu đó. Ví dụ nhá, ví dụ này, ở đây thầy thay vì là thầy tìm kiếm theo mã sinh viên mà thầy tìm thay vì tìm mã sinh viên thì thầy sẽ tìm theo đây thầy bỏ đi nhá, thầy tìm theo ID. ID đó là ID nhá, ID nó là số nguyên, được chưa? ID là số nguyên. À, thay thế biến còng này bằng hỏi chấm này. Thì đây không phải là prepare set string nữa, sẽ là gì? Prepare set y, được chưa? Vị trí 1 và giá trị. Đó. Ví dụ thế. Giá trị 7 chẳng hạn, tức là số thứ tự 7. Số thứ 7 ở đây sẽ là bao nhiêu? Đây. Thì công đúng không? Đấy, chạy thử. Đấy, các em ra đúng chưa? Vậy thì về cách này các em thấy rằng là với các cái lệnh như là có lệnh insert này, update này, delete này, chúng ta cũng hoàn toàn thay bằng lần lượt các dấu hỏi chấm, đúng không? Và lưu ý bắt đầu từ một nhé, chứ không phải bắt đầu từ không như là các cái mảng. Đấy, ví dụ như là một lệnh insert chẳng hạn, thầy sẽ làm cho các em thử view này hình như không làm được insert. Này chỉ là view thôi, đúng không? Cái này để làm insert thì có lẽ là trong C sharp thì có, nhưng con này đây insert chúng ta có thể dùng cái này hoặc là các em viết thôi đúng không, insert đây. Đấy. Insert đúng không, insert thì các em thấy rằng là đây nó không có ID, tại vì ID nó sẽ tự động tăng. Đấy. Mã sinh viên này, a còng mã sinh viên này, cái thứ hai là họ tên này, để điền dấu hỏi chấm vào đây ngay, ngày sinh này, là dấu hỏi chấm. Thì hôm nay chúng ta chỉ điền mã sinh viên với họ tên thôi. Ngày sinh thì ta sẽ không đấy. Tháng này đi. Điền thử cái này nha. Đi.
viên với họ tên nhỉ. Đây lệnh này chạy được nhá. Thì ví dụ như là chúng ta muốn insert một sinh viên vào, đúng không? Thì chúng ta sẽ dùng cái lệnh này. Ăn được cái gì chắc này. Ta ăn bao nhiêu lần cũng được. Tại vì là mã này chỉ là mã này chúng ta không bắt theo mã trùng mà chúng ta bắt theo ID được. Và chính nữa là ID mà chúng ta sẽ nhìn cái này. Hai ông cùng mã này, đúng không? ID thì chúng ta có thể là dùng cái lệnh insert. Đây là giá trị một này, hỏi chấm này. Đây là giá trị hai này, giá trị nằm trong hai cái dấu nháy này nhá. Đấy. Một hai thì đầu tiên là mã sinh viên CD chi đây là set n sinh là sinh này giá trị hai cũng là set n sinh nhá. Viết tên lên mình luôn là bây giờ chạy nó sẽ lỗi nhá, tại vì ở đây là SQL query nhá. SQL query này thì nó là để hiển thị, để hiển thị nhá. Còn chúng ta muốn nó hiển thị cho nên là chắc chắn là cái này là lỗi rồi, đúng không? Chắc chắn là cái này là lỗi. Bây giờ chúng ta phải chuyển xóa đi hoặc chuyển cái này comment thôi. Edit. Chuyển này comment vào đâu nhỉ? Chuyển thành comment. Thôi xóa đi vậy. Xóa đi nhá. Đây. Giờ chúng ta không cần dùng reset nữa và đây chúng ta sẽ phải là chấm SQL update nhá. Update. SQL chạy thử này. Rồi. Bây giờ ta vào ta xem thử là có mã sinh viên này không, có tên này không nhá. Đấy, thấy chưa? Thêm được vào rồi đây. Chạy bao nhiêu lần thì thêm bấy nhiêu. Chạy thêm một lần nữa này. Đấy, chạy thêm lần nữa thì có hai không, đúng không? Rồi các em bây giờ làm cái này một cái bài tập này, làm cái này một bài tập nhá. Đúng
đặt vào tên một sinh viên này, hiển thị thông tin sinh viên đó này, ai này, nhập vào thông tin một sinh viên mới này, từ bàn phím nhé, để từ bàn phím. Từ nãy giờ chúng ta đang nhập từ cho nó nhập thẳng vào đúng không? Nhập từ code rồi. Từ bàn phím. Và nhập vào ID một sinh viên, xóa thông tin của sinh viên đó, rồi nhập vào ID của sinh viên, sửa tên của sinh viên đó, làm nhé.